Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá ngày 3 tháng 1 của kênh Bóng TV. Trước khi đến với tin chính ngày hôm nay, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức bóng đá mới nhất nào của kênh Bóng TV các bạn nhé. Liverpool không gặp bất cứ khó khăn nào để giành chiến thắng 2-0 trước Sheffield United ở lượt trận thứ 20 của mình, qua đó duy trì mạch thắng và tái lập khoảng cách 13 điểm với Leicester trên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu này, ngay ở phút thứ tư, Van Dijk có đường truyền vượt tuyến cho Andy Robertson lao xuống. Hậu vệ Paddock mắc sai lầm tai hại khi trượt chân, tạo điều kiện cho Robertson dễ dàng căng ngang cho Mohamed Salah, đệm lòng mở tỷ số. Có được bàn thắng sớm, Liverpool hoàn toàn có thể thoải mái kiểm soát thế trận. Thế trận hiệp 1 thuộc hoàn toàn về The Kop. Sang đến hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục tái diễn. Liverpool kiểm soát bóng lên đến hơn 70% và buộc Sheffield phải ở thế bị dẫn bàn nhưng vẫn phải tập trung phòng ngự. Hệ quả là bàn thắng thứ hai đến phút thứ 64. Lần này, Salah không lập công nhưng cũng góp dấu giày với pha kiến tạo cho Mane thoát xuống đối mặt với Henderson và phải cần tới hai lần dứt điểm, tiền đạo người Senegal mới đưa được bóng vào lưới của Sheffield. Sau 90 phút, tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Liverpool đã có tròn một năm bất bại tại Ngoại hạng Anh và nâng tổng điểm lên đến 58 điểm, chễm chệ ngôi đầu bảng. Ngày 2 tháng 1, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố danh sách đăng ký sơ bộ cầu thủ của 16 đội tham dự U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam gồm có 23 cái tên nhưng không có Trần Đình Trọng. Trước thông tin trung vệ Trần Đình Trọng không có tên trong danh sách sơ bộ dự vòng chung kết U23 châu Á, VFF đã thay mặt huấn luyện viên Park Hang-seo lý giải việc này. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trước buổi tập chiều ngày 2 tháng 1 ở thủ đô Bangkok, cán bộ truyền thông của U23 Việt Nam đã thay mặt ông Park trả lời câu hỏi của phóng viên. Vị này nói rằng các đội tham dự gửi danh sách sơ bộ lên cho AFC để họ làm thủ tục trước. Đó là danh sách hôm nay các bạn thấy trên trang thông tin của AFC, danh sách U23 Việt Nam vẫn có thể thay đổi. Cụ thể là theo quy định của AFC, các đội có thể thay thế cầu thủ 6 tiếng trước khi trận đấu đầu tiên của đội đó diễn ra. Cán bộ truyền thông của U23 Việt Nam cho biết, với ý nhắc tới hạn cuối của việc chốt danh sách là ngày 10 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo và cộng sự đã nộp một bản danh sách sơ bộ khoảng 50 cái tên lên cho AFC, Đình Trọng nằm trong danh sách sơ bộ đó. Sau đó, các đội tiếp tục rút gọn các danh sách sơ bộ. Đình Trọng dính chấn thương dây chằng chân trái vào tháng 5 năm 2019 trên sân Pleiku trong trận làm khách của Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai. Anh đã trải qua gần 8 tháng phục hồi sau ca phẫu thuật ở Hàn Quốc. Đình Trọng đã không kịp bình phục để tham dự SEA Games 30 ở Philippines. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó quyết định gạch tên anh để trung vệ này dành thời gian hồi phục chấn thương. Việc chưa thể điền tên Đình Trọng vào danh sách sơ bộ rút gọn cũng cho thấy sự thận trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông Park đã cho Trọng ỉn đá thử 20 phút trong trận giao hữu với Bình Dương hôm 28 tháng 12. Ngày mai, ngày 3 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Bahrain vào buổi chiều. Đây có thể sẽ là bài test cuối cùng để ông Park quyết định có thay đổi cầu thủ hay không. Trước đó, ông đã loại 3 cầu thủ phòng ngự. Trong tay Thế Bắc lúc này có 25 cầu thủ. Nếu Đình Trọng không đạt thể trạng tốt nhất, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhiều khả năng sẽ được giữ lại. Ngay ở lần tái xuất sân cỏ nước Anh lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2018, Rooney đã được huấn luyện viên Philippe Cocu tin tưởng trao lại tấm băng đội trưởng của Derby trong trận đấu gặp Barnsley ở vòng 26 giải hạng nhất Anh hôm 2 tháng 1. Và không để người hâm mộ cũng như huấn luyện viên thất vọng, Rooney đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Dù không thể ghi bàn nhưng cựu tiền đạo Man United vẫn để lại dấu ấn lớn với đường kiến tạo cho Jack Marriott mở tỷ số trước khi phát động một pha bóng khác trong hiệp 2 giúp cho Martin ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Chia sẻ sau trận đấu, Rooney hào hứng: "Tôi đã chơi ở đẳng cấp cao tại nước Mỹ, tôi vẫn còn đủ thể lực và miễn là còn thể lực, tôi vẫn sẽ thi đấu. Đây là một chương mới trong sự nghiệp của tôi muốn giúp Derby thăng hạng trên Ngoại hạng Anh. Tôi biết những kỳ vọng ở giải đấu này vì đã theo dõi rất nhiều năm, tôi phải thích nghi với một vài điều nhưng sẽ sẵn sàng. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể giúp ích nhiều cho các cầu thủ trẻ với kinh nghiệm. Tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều ở trên sân về những chi tiết cụ thể. Tôi chỉ muốn góp một tiếng nói ở trên sân giúp các đồng đội chơi tốt hơn." Rooney đã ký hợp đồng 18 tháng với Derby để đóng vai trò vừa là cầu thủ, vừa là một phần của ban lãnh đạo vào tháng 8 năm nay, nhưng vì ràng buộc với DC United mà phải mãi đến tận bây giờ tiền đạo người Anh mới có thể ra mắt. Juventus vừa chính thức sở hữu bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 sau khi tiền vệ Dejan Kulusevski hoàn tất buổi kiểm tra y tế ngày hôm qua ngày 2 tháng 1.
Cụ thể, trang chủ Juventus đã chính thức xác nhận họ đã sở hữu thành công chữ ký của tài năng mới 19 tuổi Dejan Kulusevski của Atalanta với bản hợp đồng 5 năm trị giá đến 35 triệu euro kèm nhiều khoản ưu đãi hấp dẫn. Thông báo có đoạn viết rằng Juventus đã hoàn tất thỏa thuận với Atalanta về việc chuyển nhượng Dejan Kulusevski với mức phí 35 triệu euro. Giá trị có thể tăng tối đa 9 triệu euro khi đạt được các điều kiện nhất định trong quá trình thực hiện hợp đồng. Được biết, để sở hữu tiền vệ người Thụy Điển, câu lạc bộ Juventus đã phải chi ra 35 triệu euro gia nhập đội bóng nước Ý. Kulusevski sẽ nhận mức lương 2,5 triệu euro mỗi năm, chưa bao gồm tiền thưởng, kèm một bản hợp đồng kéo dài đến năm 2024. Đầu mùa giải năm nay, Dejan Kulusevski được Atalanta đem cho Parma mượn và nhanh chóng phát triển vượt bậc. Sau 17 trận ra sân ở Serie A, Dejan Kulusevski ghi tới 4 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo, cao thứ nhì tại giải đấu. Dù vậy, với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Bernadeschi, Emre Can, Ramsey hay Rabiot, Juventus vẫn tiếp tục để Dejan Kulusevski khoác áo Parma sau khi ký hợp đồng và sẽ chính thức gia nhập với Juventus vào mùa hè năm nay. Juventus sớm hoàn tất thương vụ này bởi khá nhiều câu lạc bộ châu Âu cũng đang quan tâm tới Dejan Kulusevski. Được biết, Man United đã theo đuổi Dejan từ mùa hè năm ngoái, nhưng Juventus đã nhanh chân hơn. Trước đó, Quỷ đỏ thành Manchester cũng đã để tuột mất Erling Haaland vào tay Borussia Dortmund. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin bóng đá ngày 3 tháng 1 của kênh Bóng TV. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh Bóng TV để cập nhật được những tin tức bóng đá mới nhất nhé!